Hello, Minh Sao chào cả nhà. Chúc anh chị, cô chú, anh chị em ha vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc. Hôm nay Minh Sao có mấy món đồ chơi sự chơi á, giờ còn sót lại trong nhà ha. Giờ tình cờ Minh Sao lôi nó ra thanh lý luôn. Về cái này á, Minh Sao á là không có máy mà để test. Cái này là lò mốt của CD hay là cái gì đó. Còn con này là lò mốt của máy lạnh Nhật ha. Còn con này á là đo sáng sensor của máy chụp hình quay phim cổ ha. Để bắt đầu vô vấn đề nha. Bây giờ Minh Sao không có máy để test á, chỉ có là test bằng nó còn sống thôi, test bằng điện thoại nó sống âm thôi ha. Và cái thứ nhất, con này là Senconic Studio Deluxe. Con này là đồ chở sáng ha, mắc in da băng ha. Đồ chở sáng. Rồi bây giờ á, nó có kim nó ở đây ha, sáng ha, mình che lại á, mình bấm cái á chạy xuống dưới à. Bấm nó chạy xuống dưới à, khi mình mở ra mình bấm nó chạy lên à. Đúng không? Còn mình xoay qua đây á, mình đo sóng à, ở tre nè, chạy nè, kim chạy xuống nè, chạy lên nè à. Tức là nó còn sống ha, hoạt động bình thường ha. Cái này đi phượt á, chụp hình đo sáng á, treo vậy ha. Rồi một mẫu ha. Cái này ha, $250,000. Hồi xưa mua mắc lắm á, cái triệu mấy, 2 triệu rồi. Giờ thanh lý 250, 250,000. Audio system, chả biết nó xài con mẹ máy gì hết á, nó có thâu nữa. Chắc chắn nó không phải là compact rồi ha, nhưng mà mình đo nó sống thôi. Rồi để pin vô. Đây có pin nè, có pin nè. Mình chỉ có test bằng điện thoại thôi ha. Anh chị em có thấy không? Đó, ha. Rồi sống ha. Con này $150,000. Cái này không có bao ship nha. Anh chị em muốn kỹ á thì đem máy tới thử nha, ở đây không có máy. 150,000. Con này á là CD compact, hình thức nó hơi cũ ha, chạy ha, cũng mình cũng chả biết nó là model con mẹ gì nữa, có thấy đường đó mà đọc, ai mà đọc được nó là model thì chết liền á. Cái này này chỉ có lên Google á, search tìm cái hình nó giống giống á mới biết nó là con gì thôi. Có lấy đĩa ha, rồi hiển thị ha, đầy đủ á. Nó có layout nha, layout luôn nha. Bây giờ mình test luôn nha. Xong hết rồi, bấm nút ở dưới nè. Ngày
đó ngay đó. Sống ha, 250 ngàn. Cái này là 250 ngàn nha. Mình muốn nó càng thử nó gặp hết tiền nghe sao. Cái này là con bắt đếch á, 250 ngàn. Rồi bỏ qua một bên. Con này á rất là mới nha, con này vẫn là CD compact disc luôn. Đó, test con này ha, con này vẫn có lấy đĩa layout luôn, rồi nói chung là đầy đủ ha. Cái này 20 số nha, cái này là đồ dự đồ lớn á nha, không có cần nói nhiều đâu. Test mở đầu nè, đó đó sống nha. Test dưới nữa nè, con này mới, con này là 350 ngàn. Hồi xưa mấy con này là tới 600-700 lận, mấy năm trước 600-700 lận, giờ thanh lý 350 ngàn. Còn con này á, là cái lò mốt của lò mốt của máy lạnh Nhật á, này là hàng VIP nha, lò mốt của máy lạnh Nhật là hàng VIP á, của Panasonic á. Panasonic để pin vô, mới còn pin không nữa. Đây đây, đó lên nha, lên chữ nha. Các phím hoạt động tốt nha, thấy không? Giờ bấm test đi, bấm thử, sống hết ha. Cái này nó khác, cái CD bấm gãi nó chớp gãi thôi đó, đó. Này 300 ngàn ha, 300. Mà cái này thì anh em ít khi nào mà người ta mua lắm, tại vì người ta có máy lạnh Nhật người ta mới mua thôi, nhưng mà lúc mà cần mua thì lại không có. Những cái máy lạnh về, hàng Nhật về nó chưa chắc gì nó có cái lò mốt. Rồi bây giờ xếp hàng lại ha, bắt đầu sáng cấu ha, đọc lại từ đầu ha. Con này bao nhiêu tiền ta quên rồi. Con này 150 ngàn. Con này 250 ngàn. Con này 350 ngàn. Con này 300 ngàn. 150 cộng với 250 là 400, cộng với 350 là 750, rồi cộng với 300 nữa là 1.500.000. 1.500.000. Rồi ai mua hết á 900 ngàn ha. Rồi đọc thêm lần nữa. Rồi có kể nha. 150, 250, 350, 300,
tổng cộng là 1.050.000. Ai lấy hết tính 900.000 hầm bằng cho lên mình hết luôn 900. Rồi không có bao ship nha. Rồi chào cả nhà. Bye bye.